Tôi rất biết ơn sự ủng hộ của bạn đối với những bài viết mà tôi đã tạo ra. Viết và biên tập là một trong những niềm đam mê của tôi, và tôi luôn cố gắng hết sức mình để cung cấp thông tin và nội dung chất lượng nhất cho bạn. Sự động viên và phản hồi tích cực từ bạn là nguồn động viên quý báu, giúp tôi tiếp tục nỗ lực và phấn đấu hơn nữa. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến đóng góp nào hoặc muốn tôi viết về một chủ đề cụ thể, đừng ngần ngại để lại lời nhắn cho tôi. Tôi sẽ luôn lắng nghe và cố gắng đáp ứng mong đợi của bạn. Một lần nữa, cảm ơn bạn đã ủng hộ và đọc những gì tôi viết. Hy vọng rằng tôi có thể tiếp tục mang lại giá trị thông qua những bài viết trong tương lai.